Chiều ngày 9 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Quảng Ninh. Trung đoàn được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, gồm 3 tiểu đoàn với 1.353 cán bộ chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu để thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu như bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị trọng đại, xử lý kịp thời các tình huống về an ninh trật tự, thực hiện phương án tác chiến ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, khủng bố, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Tuyên thệ và phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong công tác, học tập, rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong buổi lễ, lực lượng cảnh sát cơ động Quảng Ninh tổ chức diễn tập thực binh công tác huấn luyện nâng cao năm 2021. Trải qua huấn luyện, các chiến sĩ thành thục các kỹ thuật khó, đòi hỏi kỹ năng điều luyện và sức chịu đựng dẻo dai. Triển khai các đội hình chiến thuật giải toán nắm đông, tấn công, phá hủy các mục tiêu. Qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn và sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu.